Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Longma Stand Up. Trên bàn mình đây giờ nó là chiếc 406 Ti Asus Pro Arc phiên bản 16GB. Và mình đã đợi chờ rất là lâu rồi để Nvidia ra mắt con 406 Ti 16GB này. Và mình phải nhanh chóng sở hữu nó luôn. Và đánh giá hệ năng chi tiết của con 406 Ti này với các phần mềm đồ họa kiến trúc. Và không để mọi người chờ đợi lâu nữa, mình sẽ tiến hành đánh giá hiệu năng ngay lập tức của con chiếc Vega này. À mà chưa bắt đầu vội đâu, thì mọi người cũng có thắc mắc là tại sao mình lại không test hiệu năng gaming đúng không? Thì nếu mà mọi người muốn tham khảo hiệu năng gaming của chiếc RTX 406 Ti 16GB này, thì mọi người có thể qua kênh của Huy Phùng PC để xem các bài đánh giá hiệu năng chi tiết của con 406 Ti đó. Đấy, bọn review đã làm rất là cụ thể. Và không chỉ con 406 Ti này và nhiều chiếc cạc màn hình khác mà mọi người đang có định mua và tham khảo. Đấy. Còn bây giờ bắt đầu video thật đây này. Giờ mình sẽ thử preview con kế Vantage với con 406 Ti 16GB xem sao. Đây mọi người thấy, đây là con 406 Ti 16GB của mình. Rồi. Và lượng FPS cho ra thì mình thấy là tương đương so với con 406 Ti phiên bản 8GB. Đấy. Tuy nhiên chúng ta có điểm lợi hơn. Đấy. Đó là VRAM nhiều hơn. Rồi hay chúng ta mình sẽ thử xem là có cái nào nó có thể đẩy được lên VRAM nó lên quá mức hay không nào. Thử để 8K mọi người nhé. Đấy, mình sẽ để độ phân giải 8K xem nó sẽ kinh khủng thế nào. Rồi, nhưng nó không cho để được thì phải. Mình vừa đi nó vẫn ở chế độ này. Rồi, vì vậy cơ bản thì con 406 Ti phiên bản 16GB này thì preview vẫn sẽ vẫn khá là mượt đấy. Và hiệu năng sẽ vẫn là tương đương với con phiên bản 406 Ti 8GB. Và bây giờ mình sẽ chuyển qua render đấy. Mình sẽ vẫn render như thiết lập mọi lần để tiện làm video so sánh với cho mọi người xem đấy. Mình sẽ vẫn để 4K và sample là 4000. Rồi bây giờ mình sẽ render nó. Sau một thời gian chúng ta chờ đợi render thì thời gian render của con 406 Ti 8GB và 16GB đều cho thời gian render là tương đương nhau. Và điều này thật sự cũng rất là dễ hiểu thôi, vì thông số kỹ thuật của hai chiếc cạc màn hình này là tương đương nhau. Chỉ có điểm duy nhất khác đó chính là một con 8GB và một con 16GB mà thôi. Và đây là nếu mà với điều kiện là mọi người test với những file hoặc là sử dụng với những file mà dưới 8GB VRAM, tức là con cạc màn hình của chúng ta 4 phiên bản 8GB vẫn đáp ứng được. Chứ còn nặng hơn thì con 8GB sẽ không đáp ứng được rồi. Và đây đó là điểm rất là lợi thế của một chiếc cạc màn hình 16GB. Đấy. Trong quá trình mình test thì mình cảm thấy con 406 Ti 16GB này nó thật sự chưa được nhanh. Nên là mình sẽ thử về phiên bản thấp hơn xem thời gian render như thế nào. Và kết quả thật sự khá là thú vị. Đó là con 406 Ti này về phiên bản 1.8.6. Đấy. Thời gian render của nó nhanh hơn so với phiên bản 2.0. Và mình cũng thử hỏi một số anh ở trong nghề kiến trúc đấy, một số anh có chuyên môn về phần mềm kế Vantage, thì anh có trả lời mình đó là do phần mềm phiên bản 2.0 này được tích hợp thêm nhiều tính năng hơn đấy, có render thêm nhiều yếu tố hơn trong lúc xuất ảnh, nên là việc con 406 Ti này nó cho ra thời gian chậm hơn. Nhưng mà việc thời gian lý chậm hơn không nhiều, nên là nó sẽ cũng không ảnh hưởng gì quá trình trải nghiệm và sử dụng cả. Và giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần mềm khác test xem con 406 Ti này nó sẽ hoạt động ra sao. Với D5 render thì kết quả cũng không có gì để bất ngờ cả. Đó chính là phiên bản 406 Ti 8GB và 16GB có thời gian render là tương đương nhau. Đấy. Và hiệu năng của nó đều ngang so với chiếc RTX 3070 8GB. Đấy. Và lợi thế của con 406 Ti 16GB này
lợi như thế nào trong Data Blender. Bây giờ mình và các bạn sẽ thử test với một file khác xem. Và bây giờ để kiểm tra thêm là con 406T 16GB này dùng Data Blender có mượt không. Đấy. Thì mình đã vừa mượn một file rất là nặng. Đấy. File này ở tận mức là dung lượng tận 6GB. Đây, mình có thể cho mọi người xem. Nó lúc giải lén nó tận gần 8GB cơ. Đấy, nó chứa rất nhiều thứ ở trong file này. Đấy. Và mình preview rất là mượt mọi người ạ. Đấy, mọi người để thấy xem này. Thực ra này không phải mượt lắm mà nó sẽ là chỉ ở mức đủ dùng để mọi người dựng hình thôi. Đấy, để mọi người chỉnh sửa. Cho cao lên tí xem nào. Rồi, đây là ngắm toàn cảnh công trình như thế này. Đây là một file ngoại cảnh nên là nó sẽ rất là nặng. Nó có nhiều cây cối, các thứ hiệu ứng, các kiểu. Nên nó sẽ rất nặng với Data Blender. Đấy. Và mọi người có hỏi tại sao mình chỉ test, trước đây chỉ test một file thôi. Thực ra là bởi vì để thuận tiện cho việc làm biểu đồ ấy. Nên là mình sẽ chỉ test một file. Còn hiện giờ thì do con cạc mới về mà lại có rất nhiều khách hàng của mình muốn thử trải nghiệm file trên con cạc màn hình này xem liệu ổn không. Nên là mình sẽ thử mỗi một file là rất là nặng đi. Và mọi người thấy ở trên thông số của MSI Afterburner ấy, thì cái file này nó ăn đến 16GB RAM rồi. Đấy. Hết sạch GB RAM mà còn bị tràn rồi cơ. Nhưng mà may mà Data Blender nó có chức năng là share RAM được từ hệ thống sang, nên là nó sẽ đỡ được phần nào. Nên là nói chung là chung quy FPS nó vẫn ổn. Đấy. Còn nếu mà mọi người muốn cải thiện về hiệu độ mượt mà nữa thì mọi người này hạ nó về chế độ đồ họa thấp hơn. Đấy. Thuận tiện trong quá trình mọi người dựng hình. Còn khi lúc nào chúng ta render thì chúng ta sẽ để ảnh cao hơn, hoặc chúng ta cần xem các hiệu ứng các kiểu, xem mình đã thiết lập ổn chưa thì mình sẽ để lại chế độ cũ. Đấy. Giờ em sẽ thử render cho mọi người xem mỗi một cái view 4K với một cái file rất nặng này thì nó sẽ mất bao lâu nhé. Rồi, sẽ để lại chế độ như ban đầu. Thì mình sẽ chọn cái view nào nó đẹp đẹp tí. Đây, ví dụ view này hạn em sẽ thử render với khổ ảnh 4K xem thời gian mất bao lâu. Và sau một thời gian render với một file rất nặng này thì với khổ 4K mình mất đến 7 phút 30 giây để render xong. Đấy, và thực sự với thời gian này mình đánh giá rất là cao. Đấy, tuy nhiên thì mình chưa được thử với các con Vega khác với cái file này, bởi vì thời gian có hạn và mình cũng không test nhiều, mình không thể test nhiều được. Nên là với thời gian 7 phút như thế này, với một file nặng như này, với một con 406T 16GB này thì chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được và có thể đánh giá đây là ngon với một con 406T 16GB. Được rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua phần mềm khác để xem con 406T của chúng ta liệu chạy nó có mượt và ổn định không. Với Lumion, mình vẫn thiết lập như mọi lần, đó là mình sẽ render video này với độ phân giải là Full HD và 25fps. Và thời gian render của con 406T này rơi vào khoảng là 42 phút. Đấy. Và thôi, chắc là mình sẽ không test con 8GB nữa nhá. Bởi vì hiệu năng của hai con này nó tương đương nhau thôi. Mình sẽ để biểu đồ ở đây cho mọi người xem và để so sánh với những dòng Vega khác. Bây giờ mình sẽ chuyển qua phần mềm khác để test xem liệu con 406T 16GB này sẽ có hiệu năng ra sao. Và mình đang tiến hành test Enscape với con RTX 406T 16GB. Và hiện tại VRAM nó đang ăn là 9GB. Và mọi người thấy là nếu mà với những con như là 406T 8GB hạn này, thì những file đoạn này là sẽ không đủ VRAM rồi. Và chúng ta sẽ buộc phải hạ thiết lập xuống. Hoặc là nó sẽ đánh đổi lại là FPS nó sẽ không cao và chúng ta dùng trong quá trình sẽ giật nát. Bởi vì những phần mềm này sẽ có chế độ là VRAM share hết. Đấy. VRAM share tức là sẽ sử dụng bộ nhớ của CPU để chuyển sang. Đấy. Rồi, nói chung là Enscape thì vẫn sẽ rất là khá là mượt. Đấy. Còn 406T 16GB này. Đấy. Chuyển view cũng khá là mượt mà. Đấy. Được rồi, bây giờ mình sẽ thử xuất bức ảnh xem có nhanh không.
Rồi, Enscape 406T. Mình sẽ thử mở Tamazon xem nó thế nào. Ok. Nói chung thì Enscape vẫn sẽ xuất hình, xuất ảnh rất là nhanh và không điểm gì để chê cả. Ở đây mình sẽ muốn thử xem là với VRAM nhiều nó sẽ như thế nào. Rồi, qua các bài test vừa rồi thì mọi người nghĩ sao về hiệu năng thực tế của chiếc 406T 16GB này? Đối với mình thì thật sự nó rất là tuyệt vời, bởi vì với số tiền bỏ ra trên đến 15 triệu, con này là 3 fan đấy mọi người nhé, và nó được một lượng VRAM khổng lồ như này với các công trình vừa và nhỏ thì đây là sự rất là tuyệt vời. Thậm chí này mình còn thử test với cả file lặng cơ mà, và mọi người cũng có thể thấy ở qua các bài test vừa rồi thì nó vẫn đảm bảo được ngon cho công việc của mọi người. Đấy. Có thể về hiệu năng gaming của nó không được tốt cho lắm, nhưng mà với các phần mềm đồ họa kiến trúc thì nó vẫn thể hiện một cái gì đó rất là tốt so với giá tiền nó bỏ ra. Còn quan điểm sao của mọi người về chiếc cạc 406T 16GB này ở những phần mềm đồ họa kiến trúc, mọi người hãy để lại bình luận phía dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại mọi người ở những video lần sau, ở những bài test, những chiếc cạc màn hình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.